Ta tầm nẹ tầm nuông bà chân nâng ô giá lì ách prai pi là vinh chú chót tờ chìa phiếp bà em là hẻm vinh đại rứ giang nà nụ. Chúng mô nhìn bà nhá ní bà bà mô ca tụt chôn khắp bùa rò bò chân nâng tơ bẩm pinh tiết sạc cách đó còn rò muối bà nâu bà tây ô giá lì nâu sạp đà kào ní hơi bàn tò pi bà tây thang pi ní bán bẹt mục dịa đặc nế tiếng lơ vi say nì dô bài ca tụt sẽ thực cách bình đại cam ở địa bế chỉ tròn năm một hơi bà đầm na tesla nạ cách đo cầm ro rồi bọc lá mà cha này cả tu rồi bọc chân thực cán và tây ô sơ li pe ni rồi bàn kia rum pưng và tục thá nâng á sạ đá phiếp là ọ khó nấy tâm nẹ tâm nuông rồi quen và tây tiếng pi ở miền phiếp và sạ là lằng bình bàn tá tâm nẹ tâm nuông mà cả đá tâm nẹ tâm nuông rồi quen chân hơi nâng ô sơ li vì ai đang phải khai phí là huynh chú chót một chìa phiếp bập em là hẻm bán đá rứ dạng nà bà. Nếu chú rằng tới Australia bà lô bà gà Anthony bà Albanese bàn cú bình chạy thá mà nẹ ca tốt cầm bù rô bà chân cứ lô vang dí nâng bà nâng một bóng pinh test nạ kịch bà nơi Australia nào sạp ra khỏi ní đại chứ sẵn nhà lo mùi xâm rạp tùm nẹ thầm nuông rồi viên vào thầy thầm pi bà bàn tò bình miên phiếp tan tăng chỉ mùi khả nế ở địa bế chỉ tràn trăm năm một hời. Nói dù rằng trái ô xe lý rụng ní bán chặt túc và đầm nớ tiết nạ kích đó cầm rõ ní cứ bán bằng hai pi vật nạ phiếp nâng chi ở các đo ló rộng bỏ mà xâm rạp ô xe lý còn nông cả chiến tư lô bông bắt ốp và xạ bên đây chỉ cắm và chỉ mùi nâng chấn đá chỉ đầy cú bên đây chỉ cắm tạo thông bằng phốt rộng bỏ ô xe lý bà. Hãy cùng mình chạy phòng đại thái bà thường chân bà thường mẹ thầm nông cả tốt rồi viên ô xa lý chỉ muốn đằng chân. Miền phiếp tan tăng lăng mên tên bà chạp tăng phỉ chân bàn phòng rừng cầm lăng con tốp chương tức. Hãy chỉ phải xe bà nợ khổ nông chân nằm phí bón đọc bóng bấy. Nờ bề đáy bà khá đà rạp thà bì bà áp áp phỉ rẽ để dùng bà án át môn. Bán ham khót bà khá đà cổng hồn hù ấy. Khổ nông ca tựa tùa bán úp bà có xâm rạp thơ tùm nơ bà cam bàn đánh phải chỉ bà nơi ô xử lý nâng tèm đòn bà. Bàn tóm mốc bà tùm nơ tùm nô rồi viên bà thay thằng Pi bà chân hai nâng ô xử lý bán can lăng cầm đáy bà chỉ thầm mây mà đón tiết bàn tóm Pi tì krong kong bê ra ổng piêu níu ao miên ca sớp ổng kết đọt đọ ai kê rết muối bà lơ bà hốp đám nấy chồng ngư bà Covid đọc rằm buồn bà. Hãy chỉ ca cho lại tóm chùm mùi nâng bánh hán đi bà chân bàn rất bàn tăng cá chênh tơ bẩn to ca sắc xa rồi bà thì sắc chân bà một càng bà thầy ô xa lý nâng bán cầm nắp đầm láng bôn lơ tùm ninh bà kìa ô xa lý mùi dùm luôn rộp chạp tăng pì xa kro hôm bà nâng sạch cố là chỉ đám bà bẩn tay thầm mây ni anh nhà thò chân hát bay đôi chia bà kìa kai xùm rùa vì thiên ca rất bẩn tăng rồi bà luôn lang vinh bà chìa bẩn đà hỡi đòi ruộng tiền ca đọ chênh nơ bà bôn xa bà bôn lơ xa ô xa lý chìa bà đò hà xôn phong đại. Và tam thì dựa rằng tại ô xí lý bà càng nằm chênh ra rồi bà ô xí lý tự càng bà tay chân bà miên đầm lấy rồi hốt đo tự chiến bà mùi rồi học sập bi liên rồi làm rồi ảnh đâu bà nợ khăn đồng mùi chân nằm bà. Hãy đầm nếu bà đầm nếu tết nạ cách rồi bà lục vang dí đại chỉ rằng tại cả bà tay chân bà một cán thì rong bà con bê ra ô xí lý ní. Rồi bàn kê rừng bưng tục thá nẹ ca tút bà kà thá cầm bù rồi bà chân rút ní nâng bị phía xá chỉ mùi nâng xả mạng phía kì ô xí lý lỡ bành hà mùi chùm luôn. Đại rùm miến bà kà tiếng bà kà bánh hà bà bánh hà kẹo công xô ốp ở xã bên đây chỉ cam sất bẩn nụ bà cá cà phê chùm luôn nâng xanh tế sốc nực nông đồng bón phòng đại.